Bài hội thoại số 2 này chúng ta thấy là đây một ông quản lý này, cùng trang trang này, giám đốc điều hành này, dẫn một bạn đến này và giới thiệu với tất cả mọi người ở trong xưởng này. Loanh quanh là ở trong phần bài này ấy, là vì có người mới nên lại lên là chúng ta làm cái bữa liên hoan để chào đón người mới. Không biết các bạn đã xem phần này chưa? Đây là chúng ta cùng tìm hiểu này. Cung Trang Trang này, giám đốc điều hành ạ. Cha, Yuki Chum chấm căn bô sale. Yuki là đây, Chum là cảm ơn. Chấm căn là một lát, bô sale là hãy nhìn đây. Chúng ta chào mọi người, tức là hãy nhìn đây một lát, hãy nhìn lên đây một lát ạ. Soke hal sarami inende, có một người, có người sẽ giới thiệu ạ, sẽ giới thiệu bản thân. Tata CIO, tôi muốn giới thiệu thành viên mới của chúng ta, các bạn, và bạn ấy là Tata. Taeum dan buto katchi ilhage kwetsoyo. Taeum dan buto là từ tháng sau. Katchi cùng nhau, ilhage kwetsoyo là cùng nhau. Ilhage tuyda là làm việc, được làm việc đấy ạ. Từ tuần sau sẽ làm việc cùng với chúng ta. Cái việc mà được làm việc này ấy, thì đã quyết định rồi, tức là người ta nhận bạn này rồi, nhưng mà phải làm, nhưng mà phải từ tuần, từ tháng sau mới bắt đầu làm việc. Annyeonghaseyo, aseo, xin chào. Tata isumono imnida. Tata isumono imnida, đây là bạn người Nhật Bản đấy. Isumono đây là cái họ của người Nhật Bản đấy. Tata rago bullo chuseyo. Các bạn nhớ này, nhớ câu này ạ. Tata rago bullo, hãy gọi tôi là Tata nhá. Tata si hoan dương hamnida, hoan dương là hoan nghênh nhá, hoan dương hamnida là hoan nghênh nhá. Công trang trang nim xe xích khu đô sen đấy, chúng ta vừa có thêm thành viên mới. Sen ki là phát sinh, xuất hiện nhá. Vừa mới có thêm thành viên mới nó rất cool. Yojum nalsi to chonde, dạo này thời tiết cũng tốt. Đấy, thế các bạn thấy ở gạ gẫm chưa? Có nhân viên mới này, dạo này thời tiết cũng tốt này. Hanap theo ra đô han bơn hanen ke otokayo. Hanap theo là chúng ta dịch theo tiếng Việt đó là đại hội toàn đoàn kết đấy, hoặc là chúng ta dịch là cái sự đoàn kết một bữa đấy. Han bơn hanen ke ở tôl kayo, han bơn hanen ke cái việc mà làm một lần. Ở tôl kayo là ông thấy như thế nào? Đây là đang nói với cung trang trang mà. Cung trang trang nói ạ. Krut kayo, vậy sao? Chúa tốt. Tharen bun thurun, ô tô xeo. Các bạn khác thì như thế nào? Các bạn nghĩ như thế nào? Tốt xứng đi ra, thật tuyệt. Krum, tham chue, il kinnamien. Đây, il kinnada, đây là kết thúc công việc. Nếu kết thúc công việc vào tuần sau ấy. Oremane hanbon, bum chipsida. Là lâu rồi, bum hanbon là một lần. Bum chipsida đây là tụ họp để ăn, nhé. Bum chipsida. Lâu rồi chúng ta làm bữa đấy. Nội dung bài này quan trọng nhất là chúng ta nhìn vào đây, ông Công Trang Trang ông giới thiệu cái bạn này là Tata Isumono, đúng không ạ? Thế là các bạn ở đây bắt đầu là gì ạ? Bạn Chihun, Chihun đây ạ. Chihun bảo là gì ạ? Chihun bảo là có vừa có nhân viên mới mà lại lâu rồi thời tiết đang tốt thì hay làm bữa. Đúng không? Đại hội đoàn kết. Ông Cung Trang Trang ấy thì hỏi những người khác có nghĩ như thế nào ạ, thì và cuối cùng kết luận đó là Krum, vậy thì chốt Tam Chue Il Kinnamien sau vào tuần sau khi kết thúc công việc, nếu mà kết thúc công việc ấy thì Oremane Hanbon Mun Chichida nhá. Và phần này bài hội thoại thì các bạn nghe trước một lần nhé.
대화 2. 자, 여기 좀 잠깐 보세요. 소개할 사람이 있는데 타타시예요. 다음 달부터 같이 일하게 됐어요. 안녕하세요. 타타 이스모노입니다. 타타라고 불러주세요. 타타시, 환영합니다. 공장장님, 새 식구도 생기고 요즘 날씨도 좋은데 단합대회라도 한번 하는 게 어떨까요? 그럴까요? 좋아요. 다른 분들은 어떠세요? 좋습니다. 그럼 다음 주에 일 끝나면 오랜만에 한번 뭉칩시다. Bây giờ mời các bạn đọc nhé. Mỗi người chúng ta đọc một lần, xong sau đó chúng ta đọc tập đóng vai. Mời bạn Trang đọc trước này. Này, cha, 여기 좀 잠깐 보세요. 소개한 사람이 있는데 타타 씨예요. 다음부터 같이 일하게 됐어요. 안녕하세요. 타타 이스모노입니다. 타하라고 불러주세요. 타타 씨 환영합니다. 공장장님 새 식구도 생기고 요즘 날씨도 좋은데 단합대회라고 한번 하는 게 어떤가요? 그런가요? 좋아요. 다른 분들은 어떠세요? 좋습니다. 그런 다음 주에 일 끝나면 오랜만에 한번 뭉칩시다. Bạn Trang chú ý này, mùng bum chip shida đây, cái chỗ mà cân nam miền, cái này đọc là cân em nhé. chipsida nè Cái chữ thò này này thực tế nó đọc thành chữ tò đúng không? Chữ tò này gặp chữ nò thì nó đọc thành chữ nò em nhé, thì đọc là cân nè nam miền chứ không đọc là cân nam nè miền. Thêm nữa là oren mane. Oren mane. Oren mane. Là oren mane. Han bun. Mung chipsida. Mùng chip sida. Ok. À, tiếp theo mời bạn Hiếu này. Cha Zaki chom cham kam puseo a cham kam puseo Soge han sami itnte tatasyeo. Aum tamputo kachi inhake tetsuyo. Annyeonghaseyo, tatai sumo no imita. Tatarako bulo tuseyo. Tatasi Hoan hwanyeong nghênh, imita. để hoan nghênh, hoan Anh nghênh. dân hát đi đà. Công trang trang niêm xe xích cú tô sang kỳ cô vô chung nàng xích tô cho ơn tệ than hấp teo huê ra cô han bơn hà nương kê ơ tơn cái yếu cơn cái yếu cho ai yếu. 다른 분들은 어떠세요? 어떠세요? 좋습니다. 그럼 다음 주에 잉크 나면 오랜만에 한번 뭉칩시다. 네, 맞습니다. 말 많고. 네. 자. 여기 좀 잠깐 보세요. 소개한 사람이 있는데 타타시예요. 다음 산부터 같이 하게 됐어요. 안녕하세요. 타타 이스무노입니다. 타타라고 불러주세요. 타타시 환영합니다.
공장장님, 새 식구도 생기고 요즘 날씨도 좋은데 딴함 대회라도 한 번 하는 게 어떤가요? 그런가요? 좋아요. 다른 분들은 어떠세요? 좋습니다. 그럼 다음 주에 일 끝나면 오랜만에 한번 움직입니다. 네, 감사합니다. Bây giờ mời bạn Hiếu đóng vai là công trang trang nim và bạn Trang đóng vai là tha tha. Thế ai đóng vai làm chi hùn? Thế ai đóng vai làm chi hùn? Chi hùn ấy nhỉ? Thu đóng vai chi hùn ấy. Nè. À, giờ chi. Chôm. Chăm can phu xeo. So kè hàm sram mi. 있는데 다 다시예요. 다음 탐부터 같이 인한게 됐어요. 안녕하세요. 타타 이스모노입니다. 타타라고 불러주세요. 타타씨, 환영합니다. 공청장님, 새 식구도 생기고 요즘 날씨도 좋은데 딴함대 회락도 한번 하는 게 어떤가요? 단합 대회예요. 단합 대회. 네, 단합 대회. 단합 대회라도 한번 하는 게 어떨까요? 네. 그런가요? 좋아요. 다른 분들은 어떠세요? 좋습니다. 그럼 다음 주에 인 끝나면 오랜만에 한번 뭉칩시다. 네, 오케이. 공장장 phải đấu với mấy nhân viên đúng không ạ? Bây giờ Trang làm công trang trang nhé, còn bạn Hiếu sẽ là tha tha. Và Thu cũng là chị luôn. 자, 여기 좀 잠깐 보세요. 소개한 사람이 있는데 타타 씨예요. 다음 단분터 같이 인하게 됐어요? 인하게 됐어요. 됐어요. 안녕하세요. 타타 이스모노입니다. 타타라고 불러주세요. 타타 씨 환영. 안녕. 그래 투. 공장장님. 타타 씨 환영합니다. 공장장님, 새 식구도 생기고 요즘 날씨도 좋은데 딴 합대 회라도 한번 하는 게 어떤가요? 그런가요? 좋아요. 다른 분들은 어떠세요? 좋습니다. Ôi, bạn hát cùng chốt xin đi. Tất cả phải cùng đồng thanh chốt xin đi chứ. Chốt xin đi. Chốt xin đi. Chốt xin đi. 그럼 다음 주에 인 끝나면 오랜만에 한번 뭉칩시다. 네, 오케이. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm một lần nữa nhé, cái phần bài này nhé. 대화 2. 자, 여기 좀 잠깐 보세요. 소개할 사람이 있는데 타타 씨예요. 다음 달부터 같이 일하게 됐어요. 안녕하세요. 타타 이스모노입니다. 타타라고 불러주세요. 타타 씨, 환영합니다. 공장장님, 새 식구도 생기고 요즘 날씨도 좋은데 단합대회라도 한번 하는 게 어떨까요? 그럴까요? 좋아요. 다른 분들은 어떠세요? 좋습니다. 그럼 다음 주에 일 끝나면 오랜만에 한번 뭉칩시다. Ở đây là phần hội thoại và chúng ta đóng vai rồi.
Thì tôi thấy là một số bạn khi mà chúng ta nói thì chưa được trôi chảy lắm, và thứ hai nói vẫn hơi thiếu sức nhé, nói mạnh hơn một chút nữa thì hay hơn ạ. Các bạn là em chưa ăn tối cho nên là đang hụt hơi tí là em bị ăn tối. Vâng, bạn Hiếu cũng chưa được ăn tối cho nên hơi vẫn hơi hơi kém. Chết. Ok, tí nữa các bạn ăn tối xong rồi các bạn ăn ăn tối xong các bạn lên giọng. Và cái hai phần phần này thì chúng ta có động từ đi với a ơ thằn là qua và a ơ chú là qua thà, thì đây nó là cái gì? Thì trong cách nói gián tiếp ý, thì đối với động từ chu tà thì sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái người nhận hành động nhất định, tức là cái ra qua tà tí nữa chúng ta học ấy nhá, thằn là qua tà hoặc là chu là qua tà nhá, thì tí nữa chúng ta sẽ xem lại phần này sau. Khi chúng ta học cái phần ngữ pháp thì tôi sẽ giải thích cả phần trên đấy ạ. Phần từ vựng số 2 chúng ta sẽ tập trung vào cái hội họp ở nơi làm việc. Thì chúng ta trích trang ngày xưa ấy, buổi, tức là cái những cái buổi họp mặt hoặc cái nơi làm việc là như vậy. Đầu tiên là hoan dương âm gì cả, hoan dương heo, hoan dương ha bà, đó là hoan nghênh. Ở trong cái phần bài học ấy thì chúng ta có là hoan dương âm gì cả, đúng không? Ta ta si hoan dương âm gì cả, hoan nghênh. Hoan sông hâm đi đà tiễn, ngày trước chúng ta cũng học một từ tiễn, đó là từ gì các bạn biết không? Ngày trước chúng ta học một một từ tiễn và đón ấy. Cái gì bê ông tải cái gì Bê-ung hay là ông tải đúng không, hay là peung là nà cả nà nà cả ta, chúng ta chọn cái nào? bê ông hoa tả Peung hay là đúng. peung hay là đó tiện. Đón là gì ạ? Đón thì là ma chung nà cả ta, các bạn còn nhớ cái mấy cái từ đấy không? Trang còn nhớ không? Em quên. Ba chung là các ta là đi ra để đón về, còn kêu là tiện bye bye. Bây giờ hoan sông à, ta chúc ca ta là chúc mừng, chúc ca hè. Chi ne chi đà là trở nên thân thiết, chi ne chi đà. Ví dụ như là chúng ta làm việc với nhau hoặc là chúng ta học cùng với nhau lâu thì chúng ta là chi ne chi đà, trở nên thân thiết. Đây ạ. Chúng ta có than áp theo về đấy ạ. Đại hội đoàn kết Hanap Tehwe, Tưng Ban Tehwe, sự kiện khi leo núi, tức là công ty rủ nhau đi leo núi đấy. Yayu Hue là dã ngoại, Yayu là tự nhiên, Hue là đi một buổi hội họp ở ngoài tự nhiên, đó là đi dã ngoại đấy. Chaeyuk Tehwe là đại hội thể thao, đại hội thể dục thể thao. Ví dụ một số cái công ty ở bên Việt Nam mà số lượng công nhân lớn, chẳng hạn đặc biệt là công nhân nam ấy, thì người ta thỉnh thoảng người ta tổ chức cái chương trình đá bóng trong công ty đấy, thì cái đấy là chế dục tê huê. Đây là từ vựng rất là dễ rồi, bây giờ mời các bạn chia đôi câu vô luôn ở 8 cái từ vựng này luôn. Rồi mời bạn Trang chia đôi câu trước nhé. Hoan nhân heo, hoan sông heo, chúc ha heo, chin he chia heo, tan hát pe pe. Than 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 hát theo đây là nó là danh từ, Tan hát te he than hát theo thôi chứ có gì đâu. te he Nó là danh từ thôi à? à vâng. Chưa đôi câu gì ở danh từ đấy. Tương quan theo về tiếp tục đi À, Trang này. em chưa đọc, em chưa đọc. Tan tan hát tê huê, tương ban tê huê, gia du huê,
Gia Du Huệ, Chê, Lúc Tê Huệ. Ok. Mời bạn Hiếu đọc từ đầu nào. Bốn từ trên này, chúng ta chia đôi câu này. Hoan Dương Hèo, Hoan Xuân Hèo, Chú Kha Hèo, Chín Hè Chia Hèo, Tan Hấp Tê Huệ, Tương Phan Tê Huệ, Gia Du Huệ, Gia Du Huệ, Chê Dúc Tê Huệ. Nè, ok. Mời Minh Thu. Nè. Hoan Dương Hiểu, Hoan Sông Hiểu, Chúc Hà Hiểu, Chinh Hê Chia Hiểu, Tan Hát Tê Huệ, Tương Phan Tê Huệ, Gia Du Huệ, Chê Dúc Tê Huệ. Ok. Ở đây ạ, chúng ta, tôi bắt đầu hướng dẫn đến phần ngữ pháp ạ. Ngữ pháp đây là động từ đi với Ư Ra Cô Hà Tà. Thì đây là chúng ta là yêu cầu ai đó nhé, kèm theo động từ sử dụng để gián tiếp báo cáo những gì được yêu cầu. Các bạn lưu ý này, gián tiếp báo cáo những gì được yêu cầu. Được chưa? Đây là mô hình lời nói gián tiếp cho các mệnh lệnh. Tức là ai đó mệnh lệnh cho các em làm việc gì đó, ai đó yêu cầu các em làm việc gì đó mà người khác hỏi các em. Nhá. Thì đối với động từ có phụ âm đáy thì sẽ đi với Ư Ra Cô Hà Tà. Còn đối với động từ mà không có phụ âm đáy, động từ không có phụ âm đáy thì đi với Ra Cô Hà Tà. Chúng ta tìm hiểu cái này trước, xong chúng ta lật lại. Đối với động từ là Chu Tà thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở phần trên. Đây số 1 ạ. Ví dụ số 1 là công trang trang ni mi mô ra go ha se yo. Mô ra go ha se yo là ông công trang trang, ông nói cái gì đấy. Onul han saram to bachim opsi huesik e chamsuk harago ha se yo. Là gì ạ? Chamsuk harago. Là gì ạ? Hôm nay ông nào đây ạ? Ông công trang trang ấy, ông công trang trang ấy, ông đã nói ra lệnh rằng, ông đã yêu cầu rằng là hôm nay ấy, không có ai được vắng nhá, không có ai thiếu khi tham gia cái buổi huê xích hôm nay cả. Từ ông bắt hôm nay tất cả mọi người đều đi, không ai được vắng. Đấy là yêu cầu như vậy, tức là truyền đạt lại cái yêu cầu đó là như thế này đấy ạ. Yeah. Các bạn chỉ việc bỏ chữ tà đi thôi. Động từ chúng ta chỉ việc bỏ chữ tà đi thôi. Câu số 2 này. Cô em ơi, Trần Hoa hết rồi. Bạn đã gọi điện về quê chưa? Nè, mô tu chán ít tà gô. Cực chân bà ra gô. Hà nè ô. Đây ạ, ít tà gô. 모두 잔 있다고 걱정 말하고 하네요. Dạ, yeah, vâng. Tức là rồi đấy ạ. Bạn đã gọi điện về quê chưa? Rồi. Mọi người tất cả đã nói là, mọi người tất cả bảo là vẫn tốt. Nhá. Cực chân mà ra vô. Đừng, mọi người bảo là đừng lo lắng. Đấy. Tất cả mọi người bảo là vẫn tốt và đừng lo lắng. Câu số 3. Sa chang nim kê sơ a chích an ô xuất nề ô. Giám đốc vẫn chưa đến. Giám đốc vẫn chưa đến. Đề. Chô cơm nữ chư xin cử cắt thay ô. Có vẻ là đến muộn một chút. 우리 먼저 먹으라고 하세요. 우리 chúng ta, 먼저 là trước, trước tiên ấy, 먼저 là trước. 먹으라고 하세요. Ông ấy bảo mọi người cứ ăn trước đi. Nhớ các bạn, đây là truyền đạt lại yêu cầu đấy, yêu cầu đấy. 우리 먼저 먹자. Tức là
bơn chơ mộc tả để ăn trước đi. Ơ chi ăn nát sôi ô, không khó chưa ạ? Chô gâm ở đi vô thơ, hăn khúc yên chinh cu hăn thê, tô á thần là cô hết sôi ô. Ơ chi ăn nát sôi ô, bạn không thấy khó chưa ạ? Chô gâm ở đi vô thơ, vì là hơi khó. Hăn khúc yên chinh cu hăn thê, là tới người bạn Hàn Quốc. Tô á thần là cô hết sôi ô. À, tôi đã yêu cầu giúp đỡ. Thì ở đây các bạn chú ý toa thần là cô tính là toa chủ giả đấy ạ, toa chủ giả. Thì đối với riêng động từ chu tà thì chúng ta lại có cái phần bên trên đó là thần là cô ha tà đấy ạ. Nếu mà động từ mà trong cái câu chu là cô ấy thì mặc là chu tà, thì đây nếu mà động từ là chu tà thì chúng ta sẽ sử dụng cách là chu ra cô hoặc là đây ạ a thần là cô, tức là động từ đi với a thần là cô hoặc là a chu ra cô đấy. Nếu mà người nhận được, nếu mà người mà trực tiếp là nhận được cái kết quả của cái hành động này thì chúng ta sẽ sử dụng là tàn là gồ, chính là người người nói cũng là người là nhận được kết quả thì chúng ta sẽ dùng là tàn là gồ. Còn nếu mà sử dụng khi người thứ ba là người nhận được thực hiện hành động thì chúng ta dùng là chu là gồ. Đấy. Ví dụ đề số 1 này, Yong Su nói ạ, chôm chim chôm sa chu seo, chôm chim chôm sa chu seo, đây là bạn Dương Su bạn nói đúng không ạ? Thì bạn Min Su bạn ấy bảo là mua ra go hết sốt, bạn nói cái gì đấy ạ? Chôm chim chôm sa tàn la go hết rồi, tôi đã nói rằng tôi đã yêu cầu rằng tôi đã yêu cầu là mua cho tôi cái bữa trưa, đấy là tàn la go nhá, sa tàn la go, dạ. Ok. Tình huống số 2 này, Suchin và Minsu này. Sa chang nemi igun Minsu jiege gacheo da churaego hasseoyo. Ne gomaeoyo. Dạ. Cái người thực, cái người nói không phải là người nhận được kết quả của hành động đó thì chúng ta dùng là churago. Đó, churago, a ơi churago. Còn người nhận được hành động đó là talago. Đấy là riêng với động từ khi mà sử dụng chu tà ấy ạ. Churago ấy ạ. Thì nó có hai trường hợp, đó là động từ đi với chu là cô hoặc là động từ đi với thần là cô. Đấy. Phần này các bạn có hiểu gì không? Đây, tôi nói lại như thế này cho các bạn xem các bạn có hiểu thêm. Tôi thấy các bạn... Động từ đi với ư ra cô hà tà, đây là ai đó yêu cầu rằng, ai đó mệnh lệnh rằng cái gì đó, được chưa? Ai đó yêu cầu rằng, ai đó mệnh lệnh là phải làm cái gì đó. Nhưng nếu mà đối với cái động từ này là chu tà ấy, đó, mà cái người nói chính là người nhận được kết quả của hành động thì chúng ta dùng là động từ đó đi với a ơ chu ra cô thằng la go. Thằng la go hà ta
Còn nếu mà người khác là người nhận được kết quả của hành động ấy, thì sẽ là động từ đi với a ư. Chu라고. Haba. Đây, đối với chu tà thì chính là cái cấu trúc chu tà này ấy, thì đối với hành động thì là động từ đi với a ư chu tà đúng không? Các bạn hiểu không ạ? Bây giờ thầy giáo lấy ví dụ nhá. Đây ạ, ví dụ ngay đây ạ. Chôm chim chôm sao chú rêu. Mua cho tôi cái bữa trưa. Bữa đọc hết rồi. Bạn nói gì đấy? Chôm chim chôm sa ta là cô hết rồi. Ok. Bạn Hiếu có hiểu không? Trang hiểu không? Thu hiểu không? Em nghe nó cứ rối rối kiểu gì. Thế bây giờ nhá, động từ đi với từ từ đã. Đây, động từ đi với ư là vô ha tà thì cái này có hiểu không? Có. À, ví dụ nhá. Ví dụ đây này, mơn chơ mờ cư ra vô ha thê ô. Đây ạ. À. Cước chân mà ra vô ha nê ô. Những cái này mọi người hiểu ngay đúng không? Đây này. Quê sinh ghê. Chăm sức ha ra vô ha xê ô. Cước chân mà ra vô ha nê ô. Mờ cư ra vô ha xê ô. Mấy cái này hiểu ngay cái gì? Ví dụ này nhá. Ví dụ này nhá. À, bạn Trang đi uống bia. Mà bạn Trang không uống. Cứ để đấy. Thầy giáo bảo là uống đi. Trang uống đi. Được chưa? Thế Trang nghe không rõ. Thì bạn Hiếu bạn ấy bảo là Trang Mekchu Masi Dago Haseo. Trang hiểu chưa? Tức là truyền lại cái mệnh lệnh của người khác thôi. Hoặc là gì? Ừ. Hoặc là Trang sẽ nghe được bạn Hiếu hoặc bạn Thu nói là Trang à, Son Trang Nimi Tôn Trang Nimi Mekchu Masi Dago Haseo. Tức là giáo viên bảo là đó. Hoặc là Son Trang Nimi Han Thề Sơ. Từ giáo viên. Được chưa? Ok. Tiếp theo chúng ta ngoài cái những cái động từ là những cái từ khác ra chăm sóc Ha Tà này, Bán Tà này, Mộc Tà này. Đó. Thì chúng ta có một cái động từ đó là động từ chu tà. Được chưa? Chu tà khi vào đây ấy, nhá, mà nó có một cái động từ ở đằng trước nữa thì nó phải chia a ơ. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Các bạn còn nhìn lên màn hình không? Có. Nhá, động từ đi a ư chu tà. Được chưa? Thì nếu mà cái người mà nhắc đi nhắc lại cái yêu cầu ấy, bản thân mình đang cần cái đó thì nó không dùng là chu tà mà dùng ta la tà. Ta la go, ta la. Ta la go luôn. Ta la go. Yeah. Alago. Còn nếu mà cái người mà nói ra không phải là người nhận được kết quả của hành động đó thì người ta nói là churago. Vẫn là churago. Nếu một người bản thân mình là người nhận được hành động đó thì không phải là chu mà là alago. Nhá. Tôi lấy ví dụ như này các bạn dễ hiểu nhất này. Ví dụ bạn Hiếu bảo với sếp của bạn Hiếu là ulgup ulia chu theo.
Chắc là gì ạ? Sếp phải tăng lương cho tôi. Sếp tăng lương cho tôi. Sếp bảo mua. Bố. Thì em sẽ nói lại nào. One cup. Quân cướp. Ủa liêu. Thần là cô. Là cô đây rồi. Thần ra cô đúng không? Nhưng hai cái này nó đều là chữ L đấy. Thì là thành thần là cô. Thần là cô. Hết rồi. Bởi vì mình nói trước rồi. Mình nói câu trước người ta không nghe rõ. Đúng không? Bản thân em là người nhận được cái thành quả khi em nói câu này. Bản thân em là nói như vậy. Nhưng bây giờ Hiếu lại đòi tăng lương cho Trang. Thì chưa? Thì là Trang si e ge. Trang si. Trang si e ge. Hoặc là Trang si hàn thê. Quân gấp. Ôn liêu, không phải ôn liêu than nữa, mà là ôn liêu chú ra vô. Chú ra vô, heo. Nếu mà nói một lần trước rồi mà ông không nghe tiếng ấy, thì lại là hết sôi ổ. Đấy, các bạn hiểu chưa? Hiểu cái này chưa? Không, cái này hiểu, mà hiểu thì vẫn hiểu thôi, nhưng mà mình được hưởng lợi từ cái câu mình nói, hoặc là bản thân mình là yêu cầu người ta làm gì đó cho mình nhé. Nhá. Thì chúng ta dùng là thằng lago, còn đâu thì chúng ta cứ chu ra go và xong. Được chưa? Ví dụ như là Trang si. Qua ba chú xeo. Qua ba là ổi ạ. Trang si qua chú xeo. Hay là qua ba rư. Khát chứa chú xeo. Trang mang ổi cho thầy giáo. Trang bảo. Bố ê ô. Con giang mình bố ra cô hết xeo. Thầy giáo nói gì thế? Thì tôi lại bảo. Qua ba. 같이요. 달라고 주세요. 달라고 했어요. 그러니까 cái nhận người nhận được quả ối đó là tôi. Chứ còn những người nhận được quả ối mà là Hiếu ấy, thì là Hiếu 씨에게 과바를 같이요 주라고 했어요. Mọi người hiểu 100% chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Thế bây giờ Hiếu lấy ví dụ là Hiếu. Ví dụ à? Ừ. Ví dụ rất đơn giản như này nhá. Các em cứ yêu cầu người khác đưa cho mình cái gì đó, hoặc là làm cho mình cái việc gì đó mà người ta không nghe rõ, mình nhắc lại cái yêu cầu đó thì chúng ta sử dụng là thằng là vô. Hiểu chưa? Vâng. Bây giờ bạn Hiếu lấy ví dụ nhắc lại như thế. Để nói lấy ví dụ này nhá.
Hiếu lấy ví dụ được không? Thầy thử lấy. Bây giờ ví dụ này nhá, em cứ mở mic đấy nhá. Nhà à. Em hiện tại đang rất là ồn, đúng chưa? À. Nhiều người nói chuyện đúng không? À. Thì em bảo đội ở bên cạnh ấy, đó là chối ông he chung xe ô, đúng không? Hãy trật tự cho tôi. Đấy chưa? Nhưng đội đấy nó không trật tự. Hoặc đội đấy nó hỏi bố, cái gì? Thì em lại nói lại cái yêu cầu của mình, đó chính là chối ông chối ông he thằng lao cô hết rồi. Thấy chưa? Chú Dung Ha Ta là im lặng. Thấy chưa? Nó giống như này, em đi mua cái điện thoại, em nói là Y hiệu telephone phối dơ chú xeo cho tôi xem cái điện thoại này. Thấy chưa? Hoặc là xem cho tôi cái điện thoại này, là if you telephone pha chú xeo xem cho tôi điện thoại này. Cái người mà mình nhờ ấy thì lại không nghe rõ. Thấy chưa? Thì là gì ạ? Cho tôi xem điện thoại này. Bây giờ người ta không lấy cho bạn xem, thế bạn phải nói to lên. Thấy chưa? Y hiệu telephone 보여달라고 했어요. Tức là bạn nhắc đi nhắc lại cái lời yêu cầu của bản thân mình ấy. Bắt người khác làm việc gì đó ấy, thì chúng ta sẽ nói là 달라고 했어요. Nhá. Được chưa? Khi nói lại yêu cầu chính bản thân mình. Còn yêu khi nói lại yêu cầu dành cho người khác ấy, thì chúng ta dùng là cái động từ đó đi với chú là cô hết rồi. Ok. Ví dụ bạn có bảo ông sếp ông tăng lương cho chính bản thân mình ý. Mình nhắc lại cái lời yêu cầu đó thì chúng ta dùng là thằng là cô, yếu dùng thằng là cô. Còn bạn Hiếu mà đòi lương cho bạn Trang ấy, thì là bạn Hiếu sẽ nói là chú là cô chết chú là cô. Thực tế khi yêu cầu ấy, chúng ta lần một ấy, đó là nhưng người ta không nghe thấy, hoặc người ta cố tình không nghe được, thì chúng ta nói là nói lại cái yêu cầu đó. Thì chúng ta sử dụng cách nói như thế này. Các bạn dần hiểu chưa ạ? Trang cũng chưa hiểu hả? Em hiểu rồi ạ. Nhưng mà em không có đặt được gì. Hiểu rồi nhưng em không biết đặt. Hiểu rồi nhưng không biết đặt câu. Không phải cái này không phải đặt câu gì cả em ạ. Ví dụ này nhá, thầy giáo nói lại một lần nữa mọi người đều nghe này. Đối với các động từ ấy, chúng ta không phải là chỉ tập trung vào cái chu ra go hay là thằng là go. Mà cái này nó chỉ là sử dụng của cái động từ chu ta thôi. Nhá. Còn những cái động từ khác như là mộc ta hoặc là Mashita, chúng ta vẫn vào đây bình thường. Mộc ra go heo rồi Mashita go heo rồi mặc ạ ip là gì ạ? Ipura go heo. Được chưa? Nhưng khi chúng ta sử dụng với cái động từ chu ta thì chúng ta mới có hai trường hợp, đó là bản thân mình nhắc lại cái yêu cầu đó thì chúng ta dùng là talago heo, talago hessoyo. Còn nếu mà chu ta mà dành cho người khác ấy, chu ta mà dành cho người khác ấy, thì chúng ta là vẫn là chu và cô heo thế thôi. Nhớ là chu ta khi chúng ta nhắc lại cái yêu cầu đó thì chúng ta mới sử dụng nhá. Còn nếu không ấy, vẫn yêu cầu vẫn đi xin người ta, đó là cái gì đó chu seo. Bây giờ thì mọi người hiểu chưa ạ?
Cái này không hiểu hả? Hiểu rồi. Hiểu thì mang máng, tôi nghĩ là 80% là hiểu rồi. Hiểu khoảng 80%. Lấy ví dụ lấy được rồi, không biết có đúng hay sai. Trang chắc được 50% rồi nhỉ? 55 thua. Bạn Thu hiểu chưa? Em thử lấy ví dụ nhé. Vâng. Ví dụ tình huống như thế này nhé. Cứ nói bằng tiếng Việt trước thì cho hai vợ chồng. Vâng, hai vợ chồng đi vào một cái quán quần áo. Sau đó thì tức là em muốn chồng là mua áo cho mình. Lần một em hỏi thì chồng tức là chồng hỏi lại là cái gì? Đúng không? Tiếp theo là em sẽ nói em sẽ nhắc lại cái câu đấy thì em sẽ em nói nhắc lại là cái yêu cầu đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nam thiên ocean sa tan là cô hết rồi. Ok, đúng rồi. Ví dụ này nhá vẫn cái ý tưởng đó của em nhá, thì đầu tiên là nói với chồng đó là Ichima chẳng hạn, mua cái váy Ichima Sachuseo. Nè, đúng rồi đấy. Ichima Sachuseo, mới đầu mình thì gọi là coi như yêu cầu làm cho mình, đó là mua cho mình. Sau đó chồng nó mua, hoặc là mua ra go hesoyo, mua ra go haseo, đây này. Được chưa? Đấy. Thì lúc đấy mình nhắc lại cái yêu cầu của mình, đó là Ichima sa dallago he hesoyo. Đấy, đúng 100%. Còn nếu mà bảo là mua cái váy để cho bạn Trang chẳng hạn. Mua váy cho để Trang để mình bảo chồng mua váy cho Trang nghe nó vô lý. Nhưng mà chồng mua váy cho con. Được rồi. Bảo chồng mua váy cho Trang. Chuyện đâu rồi? Tức là bây giờ tình huống không phải là chồng mua váy cho em nữa, mà bây giờ mua ảo chồng mua váy cho con, nói như nào? Vẫn tình huống như cứ tương tự vậy. Tức là lần đầu tiên mình vẫn yêu cầu bình thường, được chưa? Sau chồng em lại nghĩ là nói câu sau luôn. Không, xong chồng lại tiếp tục mua ra cô hết sale. Thì em lại nhắc lại. Ta này kì. Ồ, xin sa chu ra cô hết sale. Ồ, sa chu ra cô hết sale. Đấy. Má chai ồ. Ok, đúng 100%. Còn bây giờ nói là con đòi đi ăn kem, nói nào? Ta đi ice cream mokurago mokurago heo mokurago hesoyo. Con nó đòi đi ăn kem. Con nó ra lệnh cho chúng ta đi ăn kem. Nó là như thế. Ok, Thu hiểu rồi chứ. Cái churago hoặc là chutalago hesoyo nó là nhắc lại cái yêu cầu mình đối với người khác. Nhá. Khi mà yêu cầu chính bản thân mình ấy thì là dùng là talago hết rồi. Nếu mà yêu cầu của người khác thì đó là churago hết. Ok
cái kết quả mà người nhận được ấy, không phải là của mình thì là chu ra phục. Còn chính bản thân mình mà mình nhắc lại cái yêu cầu đó chính là halago. Ok bạn Thu, thế là hiểu hết rồi. Bạn Hiếu hiểu chưa? Hiểu ạ. Ok. Trang rồi, hiểu được bao nhiêu phần trăm rồi Trang? Dạ. Cái thalago này, cái thalago hoặc cái hay là hoặc là churago ấy, nó chỉ là cái từ cái động từ chu tà mà ra thôi ạ. Nếu mà người thụ hưởng đó chính là bản thân chúng ta thì mình là dùng là thalago hetero, tức là mình nhắc lại cái lời đề nghị của mình. Yeah. Ví dụ này, Trang nhé, nói là cho em cái điện thoại, nói như thế nào? Beautiful run to ta đào cô. Không. Ta. Lúc đầu tiên em nói cho cái thầy cho em cái điện thoại, em nói nào? Beautiful. Đúng rồi. Thế bây giờ thầy bảo Burago Hesseo. Em nói cái gì thế? Yeah. Tôi không nghe thấy, không nghe rõ. Hoặc bị bất ngờ. Thế bây giờ em nói lại nào. Beautiful đơn ta na cô chú sao? Không phải hiểu telephone đơn gì cả mà em chỉ nói là hiểu telephone thôi. Beautiful tala cô. Beautiful tala cô hết rồi. Ok, đúng chính xác. Đấy, bây giờ nói là bây giờ thầy giáo cho bạn Hiếu cái điện thoại. Tới Hiếu, đó là Hiếu Hàn Thê hoặc là Hiếu Ê Kê. Hiếu thầy trước hay thì Hiếu trước? Hiếu trước. Hiếu Ê Kê. Hiếu Ê Kê. Hiếu telephone dân. Không phải dân dân gì cả. Hiếu telephone chú theo. Hiếu telephone chú theo. Hiếu Hàn Thê. Hiếu Hàn Thê chú theo. Đúng rồi, Hiếu telephone chú theo. Thầy giáo lại bảo, Burago Hesseo. Em đã nói gì thế? Hiếu Hàn Thê, Hàn Thê, Hàn Thê, Hiếu telephone, ta là cô hết rồi. Chú là cô. Chú là cô hết rồi. Đúng rồi. Bản thân em là người nhận được cái điện thoại này thì em mới là Hiếu telephone thật là cô hết rồi. Còn Hiếu là người nhận được điện thoại này là em nói phải là chú là cô hết rồi. Nè. Ok. Được rồi chứ. Nè. Và đối với những động từ khác không phải là chu thì nó vẫn như bình thường thôi, chả phải liên quan gì đến cái này. Rồi các bạn hiểu hết chưa ạ? Lằng nhằng quá. Nè. Nè, ok, kamsahamnida. Ihehe chua so so kamsahamnida. Cảm ơn các bạn đã hiểu cho tôi. Nè. Ê잖아요. 아이고. 머리 아픕니다. Chúng ta học được 3 trên 4 ngữ pháp về nói gián tiếp, đó là động từ đi với n hoặc nên tà cô ha tà hoặc là tức tà. Động tính từ hoặc là động từ ở thì quá khứ đi với tà cô ha tà hoặc là tức tà, danh từ đi với y ra cô ha tà hoặc tức tà. Đây là cái số 1. Cái số 2 đó là động từ đi với trà cô ha tà, ai đó rủ rằng. Và
hôm nay thứ ba, đó là động từ đi với ư rà cô. Ư rà cô tha tà, ai đó yêu cầu rằng, ai đó mệnh lệnh rằng. Trong đó có chu tà. Chu tà thì có chú ý một trường hợp, nếu bản thân mình nhận được cái kết quả của hành động đó, bản thân là mình là người yêu cầu, khi nhắc lại lần thứ hai cái yêu cầu đó của mình thì chúng ta là không phải chu tà mà thằng là go. Đó, thằng là go. Động từ đi với a ơ. Không phải chu mà thằng là go. Thằng là go. Được chưa? Ba cái ngữ pháp này chúng ta sử dụng để nói gián tiếp, đó là đi gọi là ngồi lê đôi mách rồi nói xấu nhau này nhá. Đấy, sử dụng trong khi mà chúng ta sử dụng làm phiên, trong khi chúng ta làm phiên dịch chúng ta sẽ sử dụng cái này. Ai đó ra lệnh, ai đó yêu cầu, chứ không phải tôi yêu cầu. Ví dụ ông Mr. Kim ông yêu cầu như thế, hay là Sa Trang Nim ông yêu cầu như thế, chứ tôi chả yêu cầu. Các bạn làm hay không tùy. Các bạn hiểu chưa? Hoặc là cái việc rủ đi huê xích như thế thôi. Không phải tôi, mà cái người nào ấy, hoặc là giám đốc ấy, chứ không phải tôi. Tôi không phải đầu têu với vụ huê xích. Được chưa? Hoặc là cái việc này ạ. Tôi nghe nói rằng ngày mai trời lạnh. Nghe nói thôi chứ không phải tôi bảo là ngày mai trời lạnh đâu. Các bạn hiểu chưa ạ? Hiểu rồi. Tôi nói thật, các bạn học được bài 38, 39, 40, các bạn thành thần rồi ạ. Các bạn ứng dụng cái cách nói này, các bạn thử ứng dụng vào mà xem. Ra việc đấy ạ. Ví dụ như là Trang bảo ông anh trai chẳng hạn, mẹ bảo là cái gì đó. Được chưa? Mẹ bảo anh đi về nhà đi, thì nói như thế nào? Omma, omma ka, chip, chip e, chip e, chip e, wa, chip e wa, tako heo. Ai, ai, mẹ bảo đi về nhà đi, đây là mệnh lệnh. Trời, mẹ bắt về nhà. Thế là thế nào? Ấm mơ gà, chi bê, chi bê, ấm mơ gà, chi bê, chi bê, ô ra cô hết rồi, ô ra cô hết rồi. Ô ra cô. Ông anh không dám về đấy. Hiểu chưa? Nè. Đấy. Cô hết rồi. Ừ. Ví dụ Trang, Trang rủ bọn Thu ngày mai đi đám cưới nha. Ngày mai đi đám cưới Hiếu nha. Thì tôi lại hỏi Trang ạ. Tôi hỏi Thu chứ. Tôi hỏi Thu. Thế Trang vừa hỏi gì đấy? Trang... Trang vừa rủ đi đâu đấy? Tôi không có đây ạ. Ok. Thì cái này chúng ta sử dụng để chúng ta nói ba cái tình huống khác nhau đấy. Đầu tiên là gì ạ? Người ta nói rằng, tôi nghe thấy người ta nói rằng, hoặc là chính người ta nói rằng. Được chưa? Người ta là ai thì chúng ta không nên liệt kê bằng gì cả. Nếu liệt kê thì nó sẽ lộ ra cái nguồn. Đấy. Chúng ta chỉ nói chung chung thôi. Người ta nói rằng ngày mai trời lạnh, hay người ta nói rằng là thầy giáo đang ở nhà. Người ta nói thôi chứ tôi đâu biết ai nói. Được chưa? Còn đây người ta rủ rằng, cái rủ này rủ làm gì đó, cho nên là chúng ta ai đó rủ rằng nhá. Còn đây ạ, ai đó yêu cầu rằng, ai đó mệnh lệnh rằng cái gì đó. Các bạn lưu ý phân biệt rõ ràng nha, ra nhé, Trang nhé. À.
Tôi nghe người ta nói rằng đấy là chỉ là tin đồn thôi. Còn cái tình huống như vừa xong là mẹ bảo anh về, đấy là yêu cầu chứ không phải là tin đồn. Nhá. Ok. Chúng ta gì ạ? Người ta rủ rằng, người ta bảo rằng cái gì đó, người ta rủ rằng cái gì đó và người ta yêu cầu rằng cái gì đó, chúng ta đã nói được rồi. Hôm sau chúng ta học bài 40, chúng ta sẽ học là người ai là gì? Ai đó hỏi rằng cái gì đó. Chúng ta tường thuật lại câu hỏi nữa là sao? Đấy là nói ra tiếp, cuộc sống nói ra tiếp, chúng ta chỉ có những cái như vậy rồi. Ví dụ các bạn làm phiên dịch xong ông Hàn, ông Kim, ông hỏi bọn em là sếp mày đi đâu rồi? Mình bảo không biết. Thế là ông sếp kia tí, ông sếp của mình, ông bảo là ông Kim vừa nãy hỏi gì đấy. Thì mình lại truyền đạt lại câu hỏi là ông Kim hỏi nãy là ông đi đâu? Thế thôi. Làm sao? Được chưa? Rồi, ok. Đến đây chắc các bạn hiểu hết rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ luyện tập ở phần này. 그림 보고 대화를 완성하세요. Chúng ta xem bức tranh và chúng ta hoàn thành đoạn hội thoại này ạ. Bạn Trang làm câu số 1 nhé. Bạn Hiếu làm câu số 2 nhé. Tí bạn Thu làm câu số 3 nhé. Trang làm câu số 1 luôn được không em? Đi ăn xì, xưng chín, chúc hà heo. Nè, cảm ơn mọi người. Nè, xưng chín, chúc hà heo. Ok. Tiếp theo. Bạn Hiếu. Ừ. 오늘 저녁에 회식이 있어요? 네. 새로운 리한 씨. 새로운 người mới đến là Lihan. Lihan 씨는 là gì? Đi ăn chưa? Đi ăn chưa? Đúng cái gì đó? À? Bạn này bạn đang gì đây ạ? Bạn đang giới thiệu đúng không ạ? Hay đang chào đúng không ạ? Hay đang hoan nghênh ạ? Cái này chúng ta có thể dùng là hoan nghênh. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Hoan nghênh cha đi ạ. Hoan nghênh cha đi ạ. Ok. Câu số 3 này. 어제 단합 대회 재미 있었어요? Hôm qua cái buổi lễ đoàn kết thì thú vị chưa ạ? 네, 왕. 회사 사람들하고 회사가 아닌 곳에서 만나니까 là vì gặp nhau ở cái nơi mà không phải ở công ty cùng những người đồng nghiệp. 또 또 재미 đúng không? 또 재미 재미 있 재미 있는 것 같아요. 그게
Tiếp theo bài tập số 2, chúng ta sử dụng Urago Hata để hoàn thành câu văn. Đây các bạn xem ví dụ này. Itaga trơn hoa haseo. Itaga trơn hoa haseo. Một lát sau tôi sẽ gọi điện. Chiun siga itaga trơn hoa harago hesoyo. Là yêu cầu người khác tí nữa hay gọi điện đúng không ạ? Đấy, mơn cho Kaseo, bạn hãy đi trước đi. Thì nói như nào ạ? Bạn Chihun bạn bảo là mọi người đi trước đi. Thì nói như nào ạ? Mơn cho Karako. À, mơn cho Karako hay Seo, đúng rồi. Câu số 2 này. 두꺼운 옷은 입으세요. 하이, 어, 하이 mặc áo dày. 두꺼운 là dày, nhớ, dày mỏng ấy ạ. Ốt ạ, quần áo ạ, hãy mặc quần áo dày vào. Thì bây giờ, 치운 là yêu cầu cái gì ạ? Trang. 두꺼운 옷은. Em đọc luôn cái đầu ấy. Chị. Chihun sika unko tu tu ko tu ko un osun ipa ipu rago hesoyo. Chihun sika tu ko un osun ipu rago hesoyo. Ok. Câu số 3 mời bạn Hiếu ạ. Nuchimaseyo, đừng đi muộn. Thực tế chi ma nó chính là chi mà chi mà ta thì gặp chi ma seo thì cái chữ sờ này có ở đây cho nên là r gặp sờ thì r bị mất được chưa, gốc của nó là chi mà ta nhá, hiểu nhá, chi mà ta. Chun si ka nó chi mà nứt 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 à nứt chi muộn nứt chi mà là cô nứt mà là cô. Ờ đúng rồi, nứt chi mà là cô, mà là cô hết rồi nè, mà là cô hết rồi. Ok, nào mời bạn Trang câu cuối cùng ạ. Yokie thám mưa sale, hãy cho vào đây. Âm ta là cho vào. Chiun sika. Chiun sika yokie tam tamu rako hesoyo. Ok, yokie tamu rako hesoyo. Ok. Chiun bảo là hãy cho vào đây. Rồi. Đây ạ. Hoan tông là liên quan đến huy tích này. Nha. Hàn Quốc sang xa. Basic anh em. Đây là cái hướng dẫn về cái buổi liên hoan của người của cấp trên người Hàn Quốc. Kim Min Soo Si Sung Jin Chuk Ga Kim Han Hap Theo E Im Đà. Kim là Kim ấy, cùng nhau ấy, đồng thời đấy. Là lễ đại hội đoàn kết và Kim đại hội đoàn kết Kim chúc mừng thăng chức của Kim Min Soo. Han saramdo bachiji malgo, đừng vắng một người đúng không? Không để vắng một người. Cham jeok hae juseyo, hãy tham gia để không vắng một ai. Changso là Hanguk sikdang. Sikdan là 3월 25일 목요일 오후 6시. Vào thời gian là ngày 25 tháng 3, 6 giờ chiều thứ năm. Chuyên hoa bồn hồ. Không nghĩ e. Ta không không e. Ô không không không. Thì đây ạ. Không nêu e kê. Quê xích gân. Án nè hà nâng. Bốn trà rừng. Cô rừng. Tê hồ. Dựa vào cái bảng này. Thì mọi người nhắn tin cho nhau như thế nào. Đây ạ. Min su si. Y ta ga. Han chan ha. Chi. Án lê ô.
Minsu tí nữa đi uống rượu không? 6 giờ ở 6 giờ gặp nhau ở phía trước. Ai biết đấy? 6 giờ gặp nhau ở phía trước của nhà hàng Hàn Quốc. Có đúng không ạ? Đây là buổi lễ của công ty đúng không ạ? Là mừng bạn Min Kim Minsu bạn thăng chức chứ không phải là rủ Minsu đi uống rượu. Minsu씨, 저는 오늘 저녁에 회식이 있어서 생일 파티에 못 가요. 어? báo với bạn Minsu là tôi không đến sinh nhật của bạn đâu, cái này không phải ạ. 오늘 저녁에 회식이 있어요. 한국 식당에서 6시에 만나요. 꼭 참석하세요. À, hôm nay có buổi huê xích vào buổi tối. Hàn Quốc xích tăng ngày xưa, giữa sơ si man này gặp nhau ở vào lúc 6 giờ ở nhà Hàn Quốc. Nhất định bạn phải tham gia, nhất định tham gia. Minsu si, xưng chinh chúc khai bạn Minsu thăng chức, chúc mừng thăng chức. Ơn chê su han chan heo. Khi nào thì uống rượu đấy. Xưng chinh sân chinh thức nè sale bạn hãy chiêu đãi thăng chức đi. Thì các bạn thấy bốn cái này thì chúng ta chọn cái nào? Ba. Ba đúng không? Ba. Thống nêu tên đây kia. Nhắn tin cho đồng nghiệp đúng không? Đây ạ, cái liên hoan công ty thì các bạn có thể đọc thêm ở trong sách mà tôi đã gửi cho các bạn rồi ạ, liên hoan công ty này. Đây là một cái nét văn hóa đặc biệt là các bạn Surun Pakuna Tarente Sultata Sultata là rót rượu đấy, mời rượu ta hôm qua cặp chi tha rượu hãy sử dụng như sau sang sai ghe Surun Tarente khi mà rót rượu cho cấp trên ấy thì người trên người ta nên dùng cả hai tay tu sonoro Tarunita thì các bạn dùng cả hai tay để rót được chưa ạ. Khi nhận rượu từ cấp trên cũng nhận bằng hai tay và chúng ta mà khi uống rượu với cấp trên ấy thì chúng ta xoay người về cái hướng khác so với hướng cấp trên đang ngồi, các bạn để ý như vậy nhé. Đấy là phong cách uống rượu của người Hàn Quốc. Thì khi uống rượu của người Hàn Quốc ấy, thì các bạn lưu ý như này đó. Các bạn cũng đã biết là gắp thức ăn mời người khác ấy, thì văn hóa người Hàn Quốc đó là chính là rót rượu để mời người khác chứ không phải là rót rượu cho người khác xong lại rót cho mình xong lại hai người chặt chém. Không phải là như vậy đâu ạ. Nhá. Các bạn hiểu chưa ạ? Này. Tức là ví dụ như tôi là người Hàn Quốc chẳng hạn, bạn Trang đi uống rượu với tôi chẳng hạn, thế Trang cứ muốn mời tôi thì Trang chỉ cần rót cho tôi thôi, xong tôi sẽ uống chén đấy, thế là xong, được chưa ạ? Còn tôi muốn mời Trang thì tôi lại rót cho Trang, xong Trang lại uống được cái hết, được chưa ạ? Còn cái cơn pê ấy, cơn pê ha ta đó chính là rót đều vào xong thì 1 2 3 đồng khởi đấy. Rót hết vào 1 2 3 đồng khởi đấy. Khi uống rượu với người Hàn Quốc đừng nên là tự rót vào chén mình, nó giống như kiểu là tự bóc của mình nhé. Nhá. Nếu mà người ta đem rượu đến người ta mời mình mà thấy chén mình mà vẫn còn đầy ấy, là mình phải uống hết chén đấy để người ta rót rượu mà là một chén khác nhé. Xong bạn lại uống tiếp một chén nữa đấy. Các bạn hiểu chưa? Khi uống rượu với người Hàn Quốc các bạn chú ý như vậy. Cái đấy là nét, nét văn hóa của Hàn Quốc. Còn bây giờ các vị Hàn Quốc sang bên Việt Nam cũng đồng hóa 1, 2, 3 rô hết rồi. Ok. Thế bây giờ chúng ta làm phần EBS luôn các bạn nhé. Của bài 30, 39 ạ.39과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 오늘 뭐 해요? 1. 등산을 해요. 2. 수영을 해요. 3. 회식을 해요. 4. 환송을 해요. 2번. 이 사람은 지금
무엇을 하고 있습니까? 1. 술을 마시고 있습니다. 2. 2차에 가고 있습니다. 3. 건배를 하고 있습니다. 4. 노래를 부르고 있습니다. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 회식이 끝난 거예요? 시오. 3번 회식이 끝난 거예요? 4번. 오늘 새로운 직원이 왔다고 들었어요. 4번. 오늘 새로운 직원이 왔다고 들었어요. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 어제 단합대회는 어땠어요? 좋았어요. 동료들하고 같이 얘기를 많이 했어요. 동료들하고 많이 친해졌겠네요. 알맞은 대답을 고르십시오. 어제 단합대회는 어땠어요? 좋았어요. 동료들하고 같이 얘기를 많이 했어요. 동료들하고 많이 친해졌겠네요.
Các bạn làm xong thì bảo thầy giáo luôn nhé.
Các bạn làm xong chưa? Em xong rồi. Bạn Hiếu làm xong chưa? Em còn câu 5 mình đọc nữa. Ok, làm nó đi. Ok. Và chúng ta xem qua đáp án một chút này. Các bạn đọc đáp án của mình, thầy giáo đọc đáp án xong các bạn tự điểm nhé. Này. Tự kiểm tra này. Phần nghe hiểu. Câu 1 đáp án số 1 đúng không ạ? Đúng ạ. Câu 2, câu 3. Cơn phê gì? Đúng ạ. Câu 3, y 3. Đúng ạ. Câu 4, y 3. Đúng ạ. Có người đến cho nên phải là hoan nghênh party. Câu 5 là y 4. Chín hẹn chị đã, chín hẹn chị kết sổ. Trong phần đọc hiểu chúng ta cái đầu tiên là chúng ta biết ngay là chế dục kê huê rồi. Số 4. Câu 2 là hoan dương hoan nhân cha đi. Cái này cũng giống như vừa nãy chúng ta làm phần ví dụ bên trên đấy. Hoan dương cha đi hoặc là hoan dương hoan nhân cha đi. Câu 3 đến câu 4 này. Câu 3 là chọn ý số 3, chăm sóc harago heo. Han saram to bachim opsi chăm sóc harago heo. Các bạn có đúng không ạ? Đúng ạ. Câu 4. Câu 4 chọn ý 3, khoan sông. Khoan sông. Krum cốt là nhanh, sớm. Khoan sông party là cái tiệc mà tiễn bạn ấy về. Đúng không? Từ hàng người đó, thủ là khăn đà vô, tôi nghe nói rằng là bạn Li Han là chuẩn bị về quê. Về quê. Câu số 5 này, xin vô đê thập pha xíp siêu, hãy trả lời cho câu hỏi này. Câu hỏi đó là, khứ đê chú chê rô, al mà sơn khứ sơn mua xin nhị ca. Cái chủ đề của đoạn văn này là cái gì? Nhá. Phô thông huê xích đà vô, huê xích y đà vô hàm nhân. Bình thường ấy, nếu mà làm cái huê xích ấy, xăm chút sáng lên mọc cô xu lên bà xin lên cờ xin xem các ha ki ship xin gì cả. Cái buổi huê xích ấy, liên hoan ấy, thì đơn giản nhất đó chính là ăn thịt nướng và uống rượu. Hachiman, nhưng yo chuman sun cha đi thẻ xin thay cho cái việc mà đi uống rượu ấy. Khát chi công nhân nên quan lam hạc đà là bây giờ cùng nhau đi tham quan cái buổi công diễn hoặc là un tông hà miền thơ than hà vân ở mô tô mô hà kỳ thăm đi là thì bây giờ cũng có nhiều là tham gia cái hoạt động thể thao đoàn kết thể thao hoặc là đi thăm những cái chương trình cùng diễn suri ập nên suri ập nên huê xích muôn hoa ga tơ bà nên chích quân ê chăm giờ rớt Yuto Hako Isumbira. Thì bây giờ có nhiều người là tham gia cái nhiều nhân viên tham gia ở cái văn hóa là huê xích không có rượu nhiều hơn. Tức là bây giờ là gì ạ? Huê xích muôn hoa ga hoặc Kugo Isumbira hoặc Kugo Isumbira. Bây giờ cái văn hóa huê xích đang dần thay đổi. Câu hai là phổ thông huê xích kể sơ su đơn mặt gì cả. Bình thường là ở huê xích là hay uống rượu. Thứ ba là huê xích ở sơ công nhân nên phục kỳ
tôm Em hăm mì gà thì trong bữa tiệc. trong cái buổi liên hoan ấy thì thường cũng có cả những cái công diễn, cũng xem cả công diễn. Hoesike bố tuân chỉ quân y chẳng giờ hay ra mình là thì ở tức là tất cả các nhân viên thì phải tham gia cái học cái buổi Hoesike, thì cái này chỉ có cái số 1 là đúng rồi, Số 1. số 1 đúng. Được chưa? Các bạn đúng được bao nhiêu câu các bạn? Em được 9 cái. Chín à? Trang là mấy Em được Trang? 9 ạ. Em được 9 ạ. Trang sai câu nào đấy? Cô năm đọc Câu à, 5 cô đọc này năm à? Câu 5 đọc này. Các bạn đọc xong các bạn hiểu cái tổng thể nó là bây giờ đang thay đổi từ cái việc uống ăn thịt và uống rượu bây giờ sang là suri ập nâng phê xích môn hòa, tức cái văn hóa liên hoan mà không có rượu. Nói thế thôi nhưng mà đã là hơi xích, không không có rượu là không hay, đúng không? Dần dần người ta sẽ ví dụ như là tiệc ngọt các thứ đấy nha, hoặc là những buổi công diễn hoặc là những buổi giao lưu nó sẽ nhiều hơn. Ok bạn Hiếu ơi, bị câu nào bạn Hiếu ơi? Em câu 4 nghe. Câu 4 phần nghe. Ôi Ok. không nghe không rõ. Câu 4 đó là có nhân viên mới. Nhân viên mới các bạn, nhân viên mới thì nó phải là hoan dương party. Còn hoan xong huê là cái tiệc để tiễn đúng không? Tiễn. Cái lễ hội để tiễn hoan xong. Chơi dục te huê đại hội thể thao và xem in party là sinh nhật. Mới tiệc sinh nhật. Nhân viên mới liên quan gì đến sinh nhật? À, có một nhân viên mới để công ty tổ chức cái đại hội thể thao. Có việc vâng có nhân viên mới nên là công ty tổ chức lễ lễ gì một buổi tiễn đấy, các bạn chú ý thấy nhé, nghe cho rõ. Ok ổn rồi, đi ra cô các bạn về ôn tập những phần đấy xong sau đó bài 40 chúng ta lại học tiếp một cái cấu trúc nữa, xong thầy giáo sẽ ôn tập lại cho các bạn nữa nhé. Phần kiến thức vô cùng quan trọng từ bài số 25, có thể chúng ta tính từ bài số 16 trở đi nhé. Từ bài số 16 bài số 40 là những cái phần kiến thức rất là quan trọng, thi hay là cái gì đó nó đa phần nằm ở trong cái khoảng này nhé. Nên các bạn hãy học thật, cố gắng học thật kỹ những phần này, thầy giáo thường là có những cái video lưu lại các bạn có thể xem nhé. Ok thiếu Kikachi không bu hăng đi ra subo a sốt gì ra Nè, anh nhớ nghe theo. đấy Nghe theo. đấy.